Quay trở lại với phần tin Việt Nam, bản tin cho biết là Indonesia đã bắt 12 ngư dân Việt Nam. Hải quân Indonesia nói một trong các tàu tuần tra của họ đã bị hai tàu cảnh sát biển của Việt Nam đâm khi họ chặn bắt vụ đánh cá lậu trong vùng biển để họ nhận chủ quyền vào thứ Bảy ngày 27 tháng 4. Trước đó, các ngày thứ Năm và thứ Sáu, lực lượng tuần duyên của Malaysia cũng đã bắt giữ 6 tàu đánh cá của Việt Nam sau khi truy đuổi. Theo hãng tin AP, Indonesia đã bắt giữ 12 ngư dân Việt Nam trên một chiếc tàu đánh cá đã bị chìm trong vụ đụng độ. Những người này bị tạm giữ tại căn cứ của Hải quân để tiến hành các thủ tục tư pháp. Theo lời của Đề đốc Yudo Margono, tư lệnh hạm đội phía Tây của Indonesia, hai ngư dân khác đã được tàu cảnh sát biển của Việt Nam cứu. Nguồn tin thuật bản thông cáo báo chí của tướng Margono nói, chiếc tàu đánh cá của Việt Nam đã bị chặn bắt tại vùng biển quần đảo Natuna trên Biển Đông. Thưa quý vị, nhà thờ Bùi Chu 134 tuổi có thể sẽ bị đập bỏ. Vào ngày 28 tháng 4, 2019, một bản tin trên trang web gpbuichu.com tiết lộ theo dự kiến nhà thờ chính tòa Bùi Chu sẽ bị tháo dỡ vào ngày 13 tháng 5, 2019. Trang này cho biết thêm, nhà thờ cổ kính gắn chặt với những thăng trầm của đời sống đức tin giáo phận suốt trên 130 năm. Hy vọng anh chị em tín hữu cầu nguyện cho việc tái thiết thánh đường mới được diễn tiến và hoàn thành trong bình an tốt đẹp. Theo bài, lược sử giáo phận Bùi Chu, nhà thờ chính tòa Bùi Chu được xây dựng dưới thời Pháp thuộc bởi giám mục Wenceslao Ontet Thuận năm 1884 với chiều dài 78m, rộng 22m, cao 15m. Nhà thờ này được khánh thành năm 1885. Trải qua hơn 134 năm, ngôi nhà thờ này vẫn đứng vững với những cột gỗ lim và những đường nét hoa văn mang dấu ấn kiến trúc phương Tây. Một số người dân địa phương đang kêu gọi tổ chức UNESCO can thiệp để cứu nhà thờ Bùi Chu. Triệt phá tổ chức cờ bạc trên mạng hàng tỷ Mỹ Kim. Thưa quý vị, vào ngày 29 tháng 4, Việt Nam vừa khởi tố 24 người bị cáo buộc tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua trang web fxx88.com vừa bị bắt giữ giữa tuần qua, được mô tả là lên cả tỷ Mỹ Kim. Công an cho biết trong số 14 người tổ chức đánh bạc có một người quốc tịch Đài Loan tên là Chiu Hao Cheng, 48 tuổi và 10 người bị cáo buộc đánh bạc. Các giới chức cho biết đây có thể là một hệ thống các chân rết có mặt từ Hà Nội, Sài Gòn, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau và một số tỉnh khác. Được biết, đường dây fxx88.com đã lôi kéo hàng trăm ngàn người chơi. Số tiền người ta đổ vào cá cược được mô tả lên đến hơn 30.000 tỷ đồng. Tức là lớn gấp 3 lần so với đường dây đánh bạc ở Phú Thọ đã đưa hai tướng công an là Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa vào tù. Tổ chức cờ bạc qua trang mạng fxx88.com này đã bị khóa ở Việt Nam. Tuy nhiên thấy vẫn còn trên Internet với nhiều thứ ngôn ngữ khác nhau. Chuyển sang phần tin người Việt hải ngoại, thưa quý vị, biểu tình nhân tưởng niệm 44 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4. Vào Chủ nhật ngày 28 tháng 4 vừa qua, cộng đồng Việt Nam vùng Washington DC, Maryland và Virginia tổ chức biểu tình trước trụ sở của Đại sứ quán Việt Cộng tại thủ đô Washington Đốn nhằm tưởng niệm 44 năm ngày Quốc hận 30 tháng 4. Có khá đông các cộng đồng từ khắp nơi đã tề tụ tại công viên Sheridan đối diện đại sứ quán với rừng cờ vàng Việt Nam Cộng Hòa và cờ Hoa Kỳ bày tỏ sự phản đối sự cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam. Hòa nhịp với nỗi đau thương cho những ngày tháng tư đen của người Việt tị nạn khắp nơi trên toàn thế giới, không chỉ cộng đồng Việt Nam tại vùng Hoa Thịnh Đốn mà còn nhận thấy trong đoàn biểu tình có nhiều người đến từ xa như California, Richmond, Virginia và một số bạn trẻ thế hệ hậu duệ. Mọi người cùng có chung mục đích là chống lại chế độ Cộng sản, mong muốn quê hương Việt Nam có nền dân chủ và tự do. Buổi biểu tình kết thúc trong sự ôn hòa vào lúc 2 giờ trưa cùng ngày. Nhân quyền có được tự do. Bản tin đời sống nối tiếp cho biết Pháp và Ý tạm gác qua những bất hòa để cùng đánh dấu 500 năm ngày giỗ của cố danh họa Leonardo da Vinci. Các sự kiện đánh dấu 500 năm ngày danh họa Leonardo da Vinci qua đời đã bắt đầu diễn ra trong tuần này tại thành phố Amboise thuộc thung lũng Loire của Pháp, nơi ông đã dành ra những năm cuối cùng của cuộc đời để phục vụ cho cố quốc vương Francis đệ nhất. Nhân dịp này, giới lãnh đạo Pháp và Ý đã tạm gác qua những mối bất hòa có liên quan tới làn sóng di dân lậu bất hợp pháp để cùng nhau vinh danh Leonardo da Vinci.
Vào năm 1516, ở tuổi 64, Leonardo da Vinci đã rời khỏi Ý để sang Pháp làm việc cho hoàng đế Francis. Rất nhiều tác phẩm hội họa của ông bao gồm bức St. John the Baptist và Mona Lisa đã được bán cho các thành viên trong hoàng tộc Pháp và sau đó truyền lại đời đời và cuối cùng đang được trưng bày tại Viện Bảo tàng Louvre. Bất chấp những căng thẳng về mặt ngoại giao, chính phủ Ý hiện đang cân nhắc việc cho Pháp mượn những tác phẩm hội họa, nhưng chưa rõ khi nào thì bức tranh Vitruvian Man của Leonardo da Vinci mới được đưa từ Venice sang thủ đô Paris. Danh họa Leonardo da Vinci đã chút hơi thở cuối cùng vào ngày 2 tháng 5 năm 1519. Chuyển sang phần tin giải trí, thưa quý vị, trang phục của nhân vật Darth Vader trong phim Star Wars có thể bán được ra với giá là 2 triệu Mỹ Kim. Bộ trang phục kỳ công từng được nhân vật Darth Vader của phim Star Wars khoác lên người, vốn có nguồn gốc từ năm 1979, theo dự trù sẽ được mang ra đấu giá vào tháng tới. Phát ngôn nhân công ty đấu giá Bohams cho biết, đi kèm với bộ trang phục này là một chiếc mặt nạ màu đen với một đôi giày boots. Nó được dự đoán sẽ mang về 1 triệu tới 2 triệu Mỹ Kim. Với giọng nói trầm ấm vô cùng đặc biệt, nam diễn viên Bryce Kermit Allen đã được chọn cải trang thành Darth Vader vào một lần bộ phim được mang ra giới thiệu với công chúng, hoặc ở những buổi ký tên và giao lưu với người hâm mộ ở khắp nơi. Bộ đồ của Darth Vader là một trong những phục trang do nhà sản xuất thiết kế John Mollo sản xuất dành riêng cho bộ phim Star Wars The Empire Strikes Back. Phiên triển lãm sẽ diễn ra vào ngày 4 tháng 5, 10 ngày trước khi tổ chức phiên đấu giá. Vào năm 2017, robot R2-D2 cũng từng được sử dụng trong tập phim Star Wars đầu tiên đã được bán ra với giá là 2.76 triệu Mỹ Kim, thưa quý vị. Và bản tin giải trí như thường lệ đã kết thúc phần tin tức buổi tối của ngày hôm nay. Chúng tôi rất cảm ơn quý vị đã dành thời gian để theo dõi. Xin trân trọng kính chào. Xin kính chào.